Sáng nay, Hội khỏe phù đổng quận Bình Thủy năm 2022-2023 vừa khai mạc tại trường Tế học Bình Thủy 2. Phần lễ và phần hội được tổ chức đầy đủ ý nghĩa, chặt chẽ, phần nào cho thấy sự tập trung chuẩn bị cho Hội khỏe phù đổng kỳ này ở quận Bình Thủy. Năm nay, khoảng 700 vận động viên ở bậc tiểu học, bậc trung học cơ sở tham gia tranh tài 7 môn thi đấu với hơn 120 bộ quy chương. Cụ thể, các môn như bóng chuyền, cờ vua, bơi lội, cầu lông, bóng đá được tổ chức ở nhiều địa điểm với cơ sở vật chất đảm bảo. Các môn triển khai thi đấu từ hôm nay, 11 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2. Bình Thủy là một đơn vị đạt một số thành tích xuất sắc ở những kỳ hội khỏe phụ động cấp thành phố, góp phần để thành phố chọn nhiều vận động viên dự thi cấp toàn quốc đạt nhiều thứ hạng cao.